thì trái tim không còn đâu. Gặp lại rồi mình sẽ xa xa, làm gì tìm lại được phút. Phí rẻ nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất. À, hiệu quả đây là trong cái phân khúc mà để mình sử dụng cho vấn đề về hát giải trí ở nhà, hoặc là mình hát giống như loa kéo vậy đó. Là mình sẽ mua một cây micro mà có hỗ trợ cái echo, nhưng mà thay vì các bạn xài loa kéo thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng qua xài loa ACTI. Cái lực của nó và cái độ rõ của âm thanh nó vẫn rất là tối ưu, nó tối ưu hơn dòng loa kéo rất là nhiều. Loa kéo thì hầm bà lằng, có nghĩa là cái bo mặt của loa kéo khi nào nó cũng nhỏ hơn, nó chỉ tiện dụng cho các bạn về cái phần bình thôi. Loa ACTI thì nó sẽ hiệu quả hơn, tốt hơn, bo mạch lớn hơn, bền hơn. Bây giờ một số cây micro bây giờ mà có echo như thế này á, nó rất là rẻ các bạn, nó tầm dưới có 1 triệu bạc à. Alo, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 5, 6. Đối với cái dòng loại này thì giá nó rẻ, nó dưới 10 triệu thôi. Thì bạn nào bây giờ mình mua một cái loa kéo thì nó cũng đã 6-7 triệu rồi, 5 triệu mấy, 6 triệu thì các bạn hát mới được. Nhưng mà chất lượng chắc chắn 100% sẽ không bao giờ bằng loa ACTI. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau. Rồi càng ta về giữa đêm thôi, buồn không anh hỡi.